nắng chiều lung linh muôn hoa vàng, trời tia nắng về cho em mùa xa, gió mai mơn man trên đôi môi hồng, người em yêu tìm vào trong cuộc sống, bướm vẫn tung tăng bay la đà, mặt trời mây buồn nhẹ trôi thiết tha, ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem nguồn vui. Rừng xuân nơi xin lặng gió heo mây, để chim muôn quay về với muôn cây, tiếng xuân nơi xin dệt mối yêu thương, từ bao nhiêu năm tình sống muôn hương, để gió ấy cuốn từng lá rơi và nắng ngay chiếu màu thắm tươi, cùng những tiếng hát để nhạc dương chơi vơi, dịu ta xây trong biển khơi. La 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 la. Bướm vẫn tung tăng bay la đà, mặt trời mây buồn nhẹ trôi thiết tha, ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem nguồn vui. Nắng chiều lung linh muôn hoa vàng, trời tia nắng và trời ánh nắng xa, gió mai mơn man trên đôi môi hồng, người em yêu tìm vào trong cuộc sống, bướm vẫn tung tăng bay la đà, mặt trời mây buồn như chỗ thiết tha, ánh mắt mơ trong nơi xa vời, trời mùa xuân đến như giấc mơ. Rừng xuân nơi xin lặng gió heo mây, để chim muôn quay về với muôn cây, tiếng xuân nơi mỗi yêu thương, từ bao nhiêu năm tình sống muôn hương, để gió ấy cuốn từng lá rơi và nắng ngay chiếu màu thắm tươi, cùng những tiếng hát để nhạc dương chơi vơi, dịu ta xây trong biển khơi. La 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 la. Bướm vẫn tung tăng bay la đà, mặt trời mây buồn nhẹ trôi thiết tha, ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem nguồn vui. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem nguồn vui. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem nguồn vui.
hai bầy em bé xinh xinh khung khích tiếng cười rủ nhau vui ca, từng đàn chim non xinh xinh tung bay khắp trời cùng dịu dàng ca. Xuân đã về kìa, bao ánh xuân về tràn lan mênh mông. Xuân đã về trên cánh đồng, bao bác nông ngừng cày ruộng vui say xuân. Xuân đã về, xuân đã về, ngàn cô gái quê cười tươi đón. Chiếc lá rung nhẹ nghe đâu đây trong thanh vắng bài ca của chú dế nhỏ. Con chim say mê hót ô liu ô ô liu lo, em mân mê nâng câu hát ôi a ôi a ôi a. Mùa xuân đã đến cho đời xanh tươi hy vọng, và em đã đến cho lòng anh thôi nhớ mong. Mùa xuân đã đến cho làn môi em cười hồng, còn chờ chị em hỡi ta cùng say trên xuân nào. Hoa mai rạng rỡ trên phố, náo nước bao niềm mong chờ. Xuân sang mai thêm áo mới, trẻ thơ mừng vui hớn hở. Con tim rung rung sao xuyến, ánh mắt trao nhau thiết tha. Người người hòa cùng niềm vui, đón Chúa xuân về khắp nơi. Mùa xuân đã đến cho đời xanh tươi hy vọng, và em đã đến cho lòng anh thôi nhớ mong. Mùa xuân đã đến cho làn môi em cười hồng, còn chờ chị em hỡi ta cùng say trên xuân nào. Thêm mau mới trẻ thơ mừng vui hơn con tim rung rung sao xuyến, ánh mắt trao nhau thiên tha. Người người hòa cùng niềm vui, đón Chúa xuân về khắp nơi. Mùa xuân đã đến cho đời xanh tươi hy vọng, và em đã đến cho lòng anh thôi nhớ mong.
mùa xuân đã đến cho là ngôi em cười hồng, còn chờ chị em hỡi ta cùng say trên xuân nào. Xuân sang én treo nghiêng khắp trời, xuân sao phố đông vang tiếng cười, xuân sang thấy như thêm yêu đời. Này em hỡi, này em hỡi, hãy cất lên lời ca. Mùa xuân đã đến cho đời xanh tươi hy vọng, và em đã đến cho lòng anh thôi nhớ mong. Mùa xuân đã đến cho làn môi em tươi hồng, còn chờ chị em hỡi ta cùng say chén xuân nào. Mùa xuân đã đến cho đời xanh tươi hy vọng, và em đã đến cho lòng anh thôi nhớ mong. Mùa xuân đã đến cho làn môi em tươi hồng, còn chờ chị em hỡi ta cùng say chén xuân nào. Vừa qua chúng ta đã được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng đại hội, được nhận những cái bắt tay từ những lời chúc mừng tặng hoa của tất cả các đoàn đại biểu. Trong cuộc giao lưu này, thay mặt ban tổ chức, ban liên lạc và quê hương Tứ Kỳ xin được trân trọng giới thiệu về dự buổi đoàn viên ý nghĩa này. Khách mời gồm có các bạn trên Gia Lộc, xin phép được trao đổi bằng tên để cho thân mật. Nhanh mọi chút đi. Khách mời trên Gia Lộc có các vị lãnh đạo gia đình, bạn Tuấn, bạn Sáu, bạn Tài. Các bạn đã sinh sống và làm việc tại thị trấn Gia Lộc và đã cùng có thời gian gắn bó nhiều kỷ niệm sẻ chia cùng chúng ta. Xin toàn thể chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Và không thể thiếu được trong buổi lễ hôm nay là rất cảm ơn sự hiện diện đông đảo của tổng thể các gia đình trong hội. Chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Vâng, chúng tôi cũng vẫn tiếp tục được gặp gỡ và bắt tay chúc mừng các vị khách quý đại diện cho các gia đình. Vâng, xin cảm ơn sự chào mừng của các gia đình. Và sau đây tôi xin được giới thiệu một cái nội dung của chương trình buổi lễ hôm nay. Buổi lễ hôm nay chúng ta tổ chức là hội bạn thân Tứ Kỳ mở rộng cùng các gia đình khách mời. Đầu tiên là chương trình khai mạc đại hội. Tiếp theo là sự tâm sự sẻ chia của các gia đình, phát biểu ý kiến động viên của các đại diện gia đình, của bạn bè ở ngoài thị trấn Tứ Kỳ. Và cũng trong niềm vui phấn khởi này cũng có giới thiệu với các bạn là chúng tôi có được sự thu xếp của gia đình và kết hợp với hội, chúng ta sẽ có được lời mời trân trọng từ gia đình bạn Trần Đăng Khoa, hội viên của hội chúng ta. Kính thưa các vị lãnh đạo gia đình khách mời, kính thưa toàn thể các gia đình hội viên, lời đầu tiên cho phép tôi được thay mặt tập thể hội gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới quý vị và các gia đình có mặt trong buổi gặp mặt đầy ý nghĩa hôm nay. Chúc các quý vị, các gia đình có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Chúc các thế hệ tiếp theo của chúng ta tự tin, vững vàng và thành đạt trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Trên quê hương Tứ Kỳ, thanh bình nhưng bất khuất, mãnh liệt nhưng bình yên, đảm đang dịu dàng mà đánh giá. Nơi các bạn và chúng tôi sinh ra, lớn lên, trưởng thành và đi lấy người khác để xây dựng gia đình nhé. Duy chỉ có là chúng tôi cũng biểu dương là có vợ chồng bạn Đức Hương là gắn bó với nhau từ thuở ấu thơ và cũng có rất nhiều kỷ niệm sau trong cuộc gặp mặt này. Chúng ta cũng có phần tâm sự của gia đình vợ chồng của Đức Hương. Có các bạn và gia đình đã công hiến thành công và giữ một số cương vị nhất định trong nhiều mặt của xã hội như quân đội, giáo dục, y tế, kinh doanh, lao động sản xuất. Song trên tất cả là tình yêu quê hương, tình bạn, những kỷ niệm đã gắn bó với ta từ thời thơ ấu, những nỗ lực vươn trải để vượt qua bao khó khăn trong cuộc sống mưu sinh. Tứ Kỳ và chúng tôi luôn dõi theo các bạn để cùng vui, cùng buồn, cùng sẻ chia khi các bạn bị đau, mất mát,
cùng vui khi các bạn có niềm vui, thành công, hạnh phúc. Hội ta có nòng cốt viết thành lập từ năm 1996 của thế kỷ trước, gần 1/3 thế kỷ đã trôi qua. Theo đề xuất của các bạn, chúng tôi sẽ chuẩn bị và in áo vào dịp kỷ niệm 30 năm, tức khoảng 2026. Từ một ít sự tâm huyết, đồng thuận cao và đặc biệt là sự nỗ lực thu xếp tuyệt vời của gia đình các bạn, để có ngày đoàn tụ hôm nay, một ngày sẽ ghi sâu vào tâm khảm của mỗi chúng ta trong suốt cuộc đời. Sự có mặt đông đủ của các gia đình xuất phát từ sự trân trọng, tình cảm, tình bạn và thể hiện sự đồng thuận hết mình với hội. Sau tất cả, tôi luôn mong và chúc các gia đình mạnh khỏe, vui vẻ và thành công. Chúc hội ta ngày càng đoàn kết, vững mạnh và phát triển. Chúng ta mãi ở bên nhau, luôn nghĩ về nhau. Chúc buổi gặp mặt, giao lưu thật ý nghĩa và thành công rực rỡ. Chúc các bạn và gia đình luôn đồng hành, tràn đầy năng lượng, tích cực mới sau buổi gặp mặt này. Trong buổi gặp mặt này của chúng ta là buổi gặp mặt hội mở rộng, tôi rất mong nhận được các ý kiến động viên xây dựng của các bạn và gia đình, những tâm sự chưa nói, các cảm xúc của các con để giải bày xây dựng và để ban cái đàn hoàn thiện hơn. Xin mời ý kiến của các gia đình. Theo sự chuẩn bị, tôi xin mời một bác chồng của bạn chúng ta đại diện cho gia đình phát biểu ý kiến động viên hội, và xin mời bác Nguyễn Anh Ý, chồng của bác Hậu từ thành phố Hải Phòng. Xin trân trọng kính mời bác Nguyễn Anh Ý. Tân hội chúng ta đã dành tràng pháo tay giòn giã để chào mừng bác Nguyễn Văn Nghĩa, và xin trân trọng kính mời bác phát biểu ý kiến động viên hội chúng em. Kính thưa tất cả các anh, các chị, các cái gia đình có học trong một cái buổi tiệc, tôi nghĩ là buổi tiệc cũng rất là lớn hôm nay. Thế thì vừa rồi thì ông anh đại diện cho hội của các anh các chị thì cũng phát biểu. Thế mà đúng là được sau cái phát biểu của anh chủ trì vừa rồi thì tôi cũng rất là vinh dự được anh ấy giới thiệu. Thực tế thì là chưa có cái sự chuẩn bị gì, nên là có thể là, và cũng lần đầu tiên được tham gia với lại các anh các chị một cái buổi như này, nhưng không biết là nói ngắn hay nói dài, nói như thế nào cho nó hợp lý, thì có thể là nó cũng chưa có sự chuẩn bị, cũng chưa hiểu lắm. Có gì thì cũng xin phép anh các chị bỏ quá cho. Thế thì rất là vui là được tham dự với các anh các chị trong cái buổi gặp mặt đầu xuân hôm nay. Thì thay mặt cho gia đình tôi thì cũng lời đầu tiên cũng xin chúc tất cả các anh các chị và các cái gia đình bước sang năm 2024, tức là năm Giáp Thìn, có một cái cuộc sống hạnh phúc, an lành và cái sức khỏe là cái mà cần thiết nhất của mỗi gia đình, mỗi cá nhân. Thì lần đầu tiên thì xin phép anh các chị và gia đình cho phép tôi đại diện cho gia đình Nghĩa Hậu gửi lời chúc đến anh các chị và các gia đình thì cái lời chúc tốt đẹp nhất. Thế là kính thưa anh các chị, vừa rồi thì có anh chị nào vừa hỏi là tuổi bao nhiêu thì cũng khiêm tốn mà mới có hơn 60 thôi, chứ cũng chưa nhiều. Thế thì mình báo cáo. Thế còn nhà tôi thì học cái canh các chị các thứ thì cũng biết rồi. Thế mà bản thân tôi thì cũng xin báo cáo canh các chị thì là tôi cũng mới nghỉ hưu được hơn năm. Nhiều cái bước với lại cuộc sống gia đình hơi bỡ ngỡ. Thế nhưng mà với lúc tôi nghỉ hưu thì tròn 43 năm khác. Từ năm 19 bắt đầu là rời gia đình đi làm việc, cũng tham gia nhiều hội,
hội lúc tôi học sinh viên cũng có, thế rồi hội học sinh phổ thông cũng có. Thế và cái ghi nhận nhất tôi vẫn thấy là trong cái buổi hôm nay nhà tôi kể chuyện ấy, là nhiều mối quan hệ xã hội nhưng mà mối quan hệ như của các anh các chị trong cái buổi hôm nay, tức là cái quan hệ từ cái thỏa học trò là cái vui, là nó nhiều hội vui nhưng mà nó trong trắng nhất. Thì tôi đến đây tôi cũng cảm nhận được cái đấy. Tôi cũng có cái sinh hoạt với các bạn từ hồi cấp 2. Thế và như ở đây là các chị học với hậu thì là cấp 3. Nhưng mà tất cả các cái hội thì tôi vẫn thấy là trân trọng nhất là cái hội của học trò. Và về đây mà tôi thấy là các chị tập hợp được đông như thế này thì đúng là một cái rất là quý. Giờ cái tuổi như là gia đình tôi với gia đình các chị thì bây giờ các cháu cũng lớn rồi. Và đa số là tôi nghĩ là cũng lên ông lên bà hết rồi. Thế nhưng mà chúng ta ở cái tuổi này mà bây giờ còn tập trung, còn gặp được nhau, còn có những cái buổi như thế này thì rất là đáng quý. Thế và tôi cũng góp của cá nhân và đại diện cho gia đình thì tôi cũng nghĩ rằng dù là một cái tổ chức nào nữa thì cũng phải có các cái anh ở trong ban liên lạc, các anh các chị trong ban liên lạc là cái người mà cầm cân đẩy mực để mà quy tụ được đông như thế này thì là rất là đáng quý. Và tôi hy vọng là trong thời gian tới thì chắc là cái hội của anh các chị sẽ còn có những cái hoạt động nó phong phú hơn. Thế rồi đây là buổi gặp mặt thôi, nhưng mà tôi nghĩ là rồi sau này cái điều kiện có thể lại còn tổ chức đi du lịch ở tỉnh nọ tỉnh kia, có thể là gần là xa, thì tôi nghĩ là nó sẽ càng ngày càng ý nghĩa. Thế mà thời gian thì chắc là nó cũng không có nhiều, chắc là cũng còn nhiều các anh các chị nó còn ý kiến. Thế thì hôm nay thì rồi thì vào bữa tiệc thì có thể là sẽ tâm sự nhiều những cái riêng, cái chung, các thứ. Thì tôi cũng xin phép là được phát biểu ngắn gọn. Và cũng cuối cùng thì cũng một lần nữa là xin chúc các anh, các chị và gia đình là hạnh phúc, an lành, thành công. Các cháu thì thành đạt trong cuộc sống. Thì cuối cùng thì cũng xin phép được kết thúc cái đôi lời phát biểu trong cái buổi hôm nay. Và cũng buổi chiều này là vui lắm rồi, và nghĩ rằng các anh các chị tất cả ở đây đông vui sẽ có một cái bữa tiệc con điện xin hết. Vâng, xin chân thành cảm ơn lời phát biểu của bác Nghĩa đại diện cho gia đình vợ chồng bác Nghĩa Hậu. Xin chúc bác và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Chúc các con cháu thế hệ tiếp theo của chúng ta ngày càng phát triển. Xin cảm ơn ạ. Sau đây tôi xin mời có ý kiến phát biểu của cô giáo Tuyết, Nguyễn Thị Tuyết ạ. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các chàng trai, những chàng rể, kính thưa những nàng dâu của hội bạn thân tứ kỳ, và đặc biệt là thưa toàn thể các bạn thân yêu của tôi, hôm nay tôi thay mặt cho tất cả các bạn hội bạn thân tứ kỳ, trước tiên xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới gia đình bạn Kiên. Bạn Kiên đâu rồi ạ? Xin mời bạn Kiên giơ tay cho mình một cái. Đúng rồi, và đặc biệt là phu nhân bạn Kiên, bạn đã dành cho chúng tôi một không gian vô cùng tuyệt vời để là cái nơi mà chúng tôi trở về. Và mỗi lần trở về đây, bao nhiêu những kỷ niệm tuổi thơ, những ký ức về bạn bè trong lòng của chúng tôi lại ùa về. Thật là xúc động phải không các bạn? Và đặc biệt, và trong ngày hôm nay, thay mặt cho tất cả các bạn, xin cảm ơn chân thành tới tất cả các bạn nam. Các bạn đã tổ chức một cái buổi giao lưu mở rộng để cho chúng ta được quây quần bên nhau, được chia sẻ những khó khăn, vất vả cũng như là tình cảm của mỗi gia đình. Và không biết nói gì hơn, nhân dịp đầu xuân năm mới, thay mặt các bạn gái và đặc biệt các bạn trong hội bạn thân tứ kỳ, xin gửi lời chúc sức khỏe, lời chào, lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả các gia đình, tới các anh rể, các nàng
vong của hội bạn thân tứ kỳ, và chúc cho tất cả các bạn trong hội của chúng ta luôn luôn mạnh khỏe, thành công và luôn luôn tạo để chúng ta được gặp nhau. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn lời phát biểu của bạn Tuyết. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu cô giáo Phạm Thị Thúy Giang, giáo viên trường Dân Tộc Kinh, thành phố Hải Phòng, nên có đôi lời tâm sự với hội chúng ta. Xin trân trọng kính mời cô Phạm Thị Thúy Giang. Vâng ạ, em xin trân trọng kính chào tất cả các anh, các chị trong cái buổi giao lưu các gia đình ngày hôm nay ạ. Trước hết em xin được kính chúc sức khỏe tất cả các anh, các chị cùng toàn thể đại gia đình chúng ta luôn luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Em rất là vinh dự và vui mừng đại diện cho các nàng dâu của hội các bạn thân tứ kỳ mở rộng được bày tỏ cái cảm xúc của mình trong cái ngày vui ngày hôm nay. Em thấy rất là vui, rất là cảm thấy gần gũi, thân quen như là gia đình của mình. Đó là một đại gia đình lớn. Và em đã về đây thì cũng là rất nhiều lần và được giao lưu gặp gỡ tất cả các chị đều thấy rất là thân quen. Và không biết nói gì hơn trong cái buổi vui giao lưu gặp gỡ ngày hôm nay, em xin kính chúc sức khỏe tất cả các chị. Chúc cho buổi giao lưu mở rộng ngày hôm nay đạt được kết quả tốt đẹp và để lại dấu ấn và tình cảm tốt đẹp nhất. Xin trân trọng cảm ơn các chị. Vâng, xin chân thành cảm ơn những lời chia sẻ của cô Phạm Thị Thúy Giang. Chúng ta trong cái buổi gặp mặt hôm nay cũng có rất nhiều kỷ niệm, tâm sự, nhiều sẻ chia, nhiều niềm vui, nỗi buồn. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và thông báo một tin vui với toàn thể hội chúng ta, và giới thiệu bạn Trần Đăng Khoa là một thành viên trong gia đình hội chúng ta hôm nay có lời phát biểu ý kiến và có một lời mời, và chúng ta sẽ cùng chia sẻ niềm vui cùng với gia đình bạn Trần Đăng Khoa. Tôi xin kính chào tất cả các bạn trong hội bạn thân và gia đình, các bạn nam bạn nữ, có các phu quân và phu nhân có mặt chờ dự buổi gặp mặt của chúng ta ngày hôm nay. Thì mình là Trần Đăng Khoa, quê hương Na Giang, Văn Tố. Hiện nhà mình đang công tác và sinh sống ở trên Hà Nội. Thì buổi sáng hôm nay mình cũng đã thực hiện được cái công việc của gia đình là đưa con gái của mình về nhà chồng. Và khi đưa dâu về nhà chồng dự tiệc buổi trưa, và mình đã kịp thời gian về cùng dự với các bạn buổi chiều ngày hôm nay. Thì vào chủ nhật tuần tới mình tổ chức cho con gái báo hỷ ở tại nhà hàng Hoa Sữa, nhà Văn An. Thì trân trọng kính mời tất cả các bạn và gia đình tới dự chung vui dự tiệc với gia đình nhà mình vào thời gian 10 giờ ngày 22 tháng 2 âm lịch, tức ngày chủ nhật tuần sau. Xin trân trọng kính mời toàn thể gia đình và các bạn cùng chung vui với gia đình nhà mình. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn sự chia sẻ của gia đình nhà bạn Trần Đăng Khoa. Và thay mặt hội chúng tôi cũng xin chúc mừng sớm tới gia đình nhà bạn Trần Đăng Khoa. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bạn Đặng Xuân Vinh, đại diện lực lượng vũ trang của thị trấn Tứ Kỳ, chúng ta có ý kiến trao đổi. Xin mời bạn Đặng Xuân Vinh. Thì thưa các bạn, thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể các bạn thân Tứ Kỳ, về dự buổi gặp mặt năm 2024 ngày hôm nay, thì xin phép ban liên lạc, các vị khách quý, tôi xin được bày tỏ cái cảm nghĩ của bản thân trong cái buổi gặp mặt ngày hôm nay. Trước hết thì anh em chúng tôi xin cảm ơn các bạn ở trong ban liên lạc đã tổ chức, đã xây dựng ý kiến và tổ chức được một cái buổi gặp mặt
rất là đông đủ. Ngày hôm nay để thành công được một cái buổi gặp mặt như ngày hôm nay mà có tất cả đông đủ gia đình của các bạn trong hội hội bạn thân quý kỳ thì có mặt. Ngày hôm nay làm một cái sự cố gắng rất lớn của các bạn trong ban liên lạc. Cũng là lần đầu tiên tôi được dự cái mặt của cái hội bạn thân quý kỳ này đây. Cuộc sống đông đủ này. Tôi mong mọi người sau buổi gặp mặt ngày hôm nay, hội đồng chúng ta duy trì hàng tháng lắm vì tình tâm công việc các bạn bạn, tài tử tâm tâm về quê hương của chúng ta, gặp mặt, giao lưu trong thời gian tới. Mặc dù là một số bạn bè xa, một mà cố gắng chết sức về. Cũng mong mong rằng ban liên lạc các bạn đã đưa ra những ý tưởng và tổ chức thành công được những cái buổi gặp mặt như ngày hôm nay. Và bao nhiêu bạn cũng xin xin chúc các thành viên của các hội bạn thân ngày hôm nay là luôn luôn hạnh phúc và gia đình đầm ấm, kinh tế vững mạnh. Cũng mong mong rằng tất cả các bạn dù xa hay gần gần thì có ý kiến của ban liên lạc thì các bạn có mặt đông đủ và tham gia đóng góp cái ý kiến của tổng đóng góp về cái trình sự xây dựng một cái tuyến mới để giải quyết gắn kết dài lâu trong cái hội bản thân. Cũng cầu cầu xin chúc các hội gia đình các bạn luôn 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 mạnh khỏe, thành phúc. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn lời phát biểu tâm tình của bạn Đặng Xuân Linh. Thì chúng tôi đã giới thiệu trong sơ lược trong phần trước là có bạn và gia đình đã cống hiến thành công và giữ một số cương vị nhất định trong nhiều mặt của xã hội như quân đội, giáo dục, y tế, kinh doanh và lao động sản xuất. Trong trên tất cả là tình yêu quê hương, tình bạn và những kỷ niệm chúng ta đã gắn bó từ thời thơ ấu, những nỗ lực bươn trải để vượt qua bao khó khăn trong cuộc sống mưu sinh. Thứ kỳ và chúng tôi luôn được dõi theo các bạn để cùng vui, cùng buồn, cùng chia sẻ. Tiếp theo là một chương trình rất là ý nghĩa của chúng ta là chương trình ẩm thực. Nguyên liệu chuẩn bị thì chúng tôi đã giới thiệu với các bạn là chúng tôi đã chuẩn bị một con châu tơ và chế biến phục vụ buổi tiệc hôm nay. Chúc các bạn ngon miệng. Trong cũng xin giới thiệu là trong chương trình giao lưu ẩm thực cũng có thể có một số tiết mục văn nghệ xen kẽ, và đặc biệt là khi các bạn đã sử dụng món miệng đầy đủ xong, chúng ta tiếp tục có chương trình văn nghệ buổi tối. Xin trân trọng kính báo đến các bạn để chúng ta thu xếp thời gian. Xin chúc các bạn ngon miệng, xin chân thành cảm ơn. Nụ hoa ơi, đừng ngại ngần chi, tỏa hương ra đón ánh nắng mai nào. Nụ xuân ơi, ngập ngừng làm chi, về đây ngập tràn muôn lối đi. Hình như xuân đã ghé đến từ đêm hôm qua, làm ta nôn nao muốn về nhà. Hình như xuân cố ý nhắc người nơi phương xa. Ngồi sân ngập tràn muôn sắc hoa. Xuân 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 vừa ghé qua đây thôi, đã nghe trong con tim mình phơi phới. Xuân 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 vừa đến mang tin vui, cùng
dưới ánh mặt trời. Và tôi ơi, lại gần nàng đi. Mùa thanh xuân sang chẳng mấy khi. Cỏ hoa khoe sắc lấp lánh tựa đôi môi xinh, làm trong tâm tư thấy yên bình. Mùa xuân đã đến, pháo Tết rộn vang nơi nơi, mời em ngay đầu xuân ghé chơi. Xuân 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 vừa ghé qua đây thôi, đã nghe trong con tim mình phơi phới. Xuân 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 vừa đến mang tin vui, cùng tôi bay khắp đất trời. Xuân vừa ghé qua đây thôi, đã nghe trong con tim mình phơi phới. Xuân 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 vừa đến mang tin vui, cùng tôi bay khắp đất trời. Xuân 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 vừa ghé qua đây thôi, đã nghe trong con tim mình phơi phới. Xuân 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 vừa đến mang tin vui, cùng tôi bay khắp đất trời. Trong đời
trăng nghe trăng, mùa xuân bao thiết tha. Trăng ngay trăng nghiền con tim hát vang. Có nhau trong đời ta còn tiếc gì đâu. Gió mưa trong đời ta vẫn luôn có nhau. Em nghe trăng mùa xuân bao thiết tha. Trong nụ cười em thơ mừng một mùa xuân mới đến, có cánh em phương trời xa tìm về, có tiếng hát trong lòng nghe rộn ràng, có ấm áp cho người già thêm vui, nghe xuân về khắp nơi rộn ràng ngày 30 vui vần cùng nhau bên bếp anh trưng, mừng một mùa xuân mới muôn vàn lời chúc cho gia bình yên, mẹ mừng người con xa quay về hơi ấm như lúc trẻ thơ. Chút trong đêm giao thừa, gió cũng đã mang mùi hương nồng nàn, nắng cũng đã ướp vào mai hồng đào, cất tiếng hát cho ngày xuân thêm vui, xuân đang về khắp nơi. Năm mới tết đến rước hương giao nhà, quà cáp ba la mỗi nhà no đủ, dàn bàn đầy hoa.